Có lẽ những người thợ săn kho báu này bị điên rồi. Họ thực sự đã chi ra hàng triệu để lấy một blind box bất động sản. Nơi này là thành phố Phoenix, đồng thời cũng là chiến trường giao dịch bất động sản bị tịch thu lớn nhất Hoa Kỳ. Những biệt thự bị ngân hàng tịch thu đều sẽ được đấu giá công khai ở đây với giá siêu thấp. Thợ săn kho báu chỉ được xem phía bên ngoài. Ngôi nhà có thể là một ngôi biệt thự được trang trí tốt, vậy thì việc đổi chủ sẽ nhẹ như lông hồng. Nhưng đồng thời nó cũng có thể chỉ là một đống tào lao, bán lại không được giá một cái quần thì cũng phải bán. Đây là hộp mù bất động sản đầu tiên của hôm nay. Căn nhà nằm ở khu nhà giàu Arizona là một căn biệt thự hàng đầu với giá thị trường hơn 1 triệu đô la. Vì là tài sản bị tịch thu nên giá khởi điểm chỉ là hơn 600.000 đô la. Như đã nói, rủi ro càng lớn, phần thưởng càng to. Loại nhà này rất hiếm đối với những người săn tìm kho báu vì giá thị trường của các căn biệt thự gần đó đã là hơn 1,2 triệu đô la rồi. Chỉ cần lòng can đảm và một chút may mắn, bạn có thể kiếm lại hàng chục nghìn đô la từ cuộc giao dịch này. Còn chưa tới 10 phút nữa là bắt đầu đấu giá. Thợ săn kho báu John nóng lòng muốn đến chỗ căn biệt thự. Nhìn sân trước rộng và đẹp, anh ấy không thể đi tiếp được nữa. Quả không ngoa khi nói rằng chỉ riêng sân trước thôi cũng đã có giá trị rất cao. Khoảng 5 phút nữa thì cuộc đấu giá sẽ bắt đầu, những thợ săn kho báu khác cũng đã đến, tận mắt chiêm ngưỡng siêu dinh thự này. Mọi người tham gia truy tìm kho báu không thể không tặc lưỡi. Scott nói chỉ riêng phần tường đá bên ngoài đã có giá trị 150.000 đô la. Và John cũng đã tìm ra manh mối, dựa vào bộ làm mát ở sân sau, cùng với vài chai rượu vang đỏ bên cạnh, hẳn là trong căn nhà này có một hầm rượu được thiết kế riêng. Một hầm rượu có thể khiến giá của một ngôi nhà sang trọng tăng lên thêm 30.000 đô. Nhìn thấy chuyện này, thợ săn phần thưởng John đã sẵn sàng tham chiến. Thời gian đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là 600.000 đô la. Anh chàng đáp nhảy thẳng lên 660.000. Vì là một biệt thự hàng đầu nên các thợ săn kho báu trả giá vô cùng nhiệt tình. Sau một hồi đấu giá, giá bây giờ đã là gần 900.000. Lúc này Đáp và Bia đã rời khỏi cuộc đấu giá, chỉ còn John và Scott cạnh tranh với nhau. Sau khi giá về tầm 900.000 đô la, cả hai bên bắt đầu tăng giá thầu chậm dần, chỉ tăng giá theo con số hàng trăm. Rõ ràng đây sẽ là một cuộc chiến trường kỳ. Cuối cùng, dựa vào mức giá cao ngất trời 950.000 đô, John đã giành được blind box mà mình muốn. Nhưng anh ấy không vui lắm vì con số này đã là tất cả tiền tiết kiệm của anh ấy rồi. Có lẽ đêm nay phải lên thiên đàng thôi. Nhưng nếu bên trong mọi thứ đều ổn, anh ấy có thể kiếm tới 250.000 đô. Trợ lý mang chìa khóa đến biệt thự, vừa mở cửa lớn ra, cảnh tượng bên trong đã khiến cả hai người há hốc miệng. Vừa nhìn một cái đã thấy, biệt thự đúng là biệt thự. Không gian bên trong lớn và nước sơn hoàn hảo này có thể tăng giá trị căn nhà ít nhất 10.000 đô. Sàn nhà cao cấp tăng giá trị 30.000. Hệ thống âm thanh stereo vòm trong phòng khách sẽ có giá ít nhất 10.000. Vào trong nhà bếp, tất cả dụng cụ nhà bếp đều đã được lắp đặt, tất cả đều đến từ các thương hiệu có tiếng. Phòng tắm và tủ quần áo quá khổ cũng vô cùng tuyệt vời. Thứ cần có thì đã có, thứ chưa cần có cũng có. Nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả. Thứ làm họ phấn khích nhất vẫn còn ở phía sau. Sự hiện diện của hầm rượu không làm John ngạc nhiên. Họ bước vào xem, tủ rượu gọn gàng, cửa kính cạnh gỗ, quả thực là một hầm rượu được thiết kế riêng. Và trong hầm vẫn còn rất nhiều rượu, những loại vang và sâm panh này có giá ít nhất 3.000 đô và anh ấy sẽ nhất quyết không bán nếu người ta trả giá thấp hơn 30.000. Không thể không nói, thực sự là 3 năm không mở, mở ra là đủ ăn 3 năm. Sau cuộc đấu giá này, John thực sự đã kiếm được một món hời lớn. Anh ấy nghĩ có lẽ mình chỉ ăn lời được khoảng 250.000 thôi, ai ngờ con số lại lên tới 350.000. Con số này quy đổi ra tiền của chúng ta thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Mau bình luận đáp án của bạn nhé! Nhưng để phấn khích hơn thì vẫn còn căn nhà ở phía sau này nữa. Đây là hộp mù thứ hai của ngày hôm nay, là một ngôi nhà điển hình của những năm 1950, nằm ở trung tâm thành phố, vị trí rất tốt, xung quanh cây cối xanh tốt, giá khởi điểm chỉ hơn 120.000. Bạn phải biết là giá thị trường của các bất động sản ở đó phải ít nhất là 170.000 đô la. Mặc dù nó đã cũ rồi, nhưng tiềm năng có giá trị cao vẫn rất lớn. Cuộc đấu giá chưa bắt đầu, thợ săn kho báu đã tới nơi. Nhìn thấy căn nhà trước mắt, mồ hôi của Bia đã chảy ròng ròng. Arizona là một thành phố sa mạc, những cây cọ quanh đó có hình dáng độc đáo. Nhìn từ bức tường vào sân cũng có thể thấy rất nhiều cây cam. Giá của nó không cao không thấp. Bia nói ngay đây rõ ràng là món quà dành cho tôi. Scott đứng bên kia cũng làm động tác báo giá. Thực ra chỉ là để dụ mồi Bia thôi. Lúc này, cuộc đấu giá đã bắt đầu, Scott nhảy thẳng đến giá 122.000. Sau vài ba lần ra giá, con số đã tăng lên 140.000. Đáp và John đã rời khỏi cuộc đấu giá. Cho đến khi giá là gần 150.000, Scott vẫn còn rất nhiều điều để nói. Cuối cùng, dựa vào mức giá 147.300 đô, Bia đã mua thành công blind box này. Theo như tính toán, sau khi loại trừ các chi phí khác nhau, lợi nhuận thu được sẽ là khoảng 13.000 đô. Sau khi nhận được chìa khóa, Bia và trợ lý sẽ bắt đầu tìm hiểu. Giây phút họ mở cửa ra, cả hai đều đơ người. Mọi thứ đều đang ở trạng thái dang dở. Thạch cao và gạch nằm rải rác trên sàn, các bức tường cũng cần phải được sơn lại. Trong nhà bếp không có bất cứ một thiết bị nào. Phòng ngủ thậm chí còn tồi tệ hơn. Thảm, đèn, tường, điều hòa và cửa sổ đều cần phải mua mới. Hiện tại họ đã lỗ dòng 10.000 đô la. Nhà vệ sinh thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng giây tiếp theo, cả hai há hốc mồm kinh ngạc. Trong bồn tắm còn có cả bọ cạp đang tung tăng. Cả hai bất ngờ rúng gió cả người. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện trong nhà cũng có không ít. Bia lúc này thấy hơi bối rối, hai người bắt đầu gọi đi gọi lại trung tâm xử lý côn trùng để hỏi thăm tình hình.
Theo chuyên gia, cây cam ở bên ngoài thu hút côn trùng và những loại côn trùng này đã thu hút bọ cạp. Nhưng may thay, để tiêu diệt hết bọ cạp chỉ mất khoảng hơn 300 đô la. Chỉ có thể nói rằng, chỉ làm việc nửa ngày, anh ấy đã mất hơn 10.000 đô. Bia nói đây quả thực là một cơn ác mộng mà. Nhưng vẫn còn căn biệt thự tiếp theo. Bạn đã bao giờ thấy một căn nhà bị tịch thu có giá 2 triệu đô chưa? Những tài sản đã bị ngân hàng thu giữ vì nhiều lý do đều sẽ được mang đi đấu giá công khai với giá siêu thấp. Thợ săn kho báu sẽ kiếm tiền bằng cách nhặt nhạnh từng chút một. Đây là căn nhà thứ 3 của ngày hôm nay. Nó là một căn biệt thự rộng hơn 300m², nằm trong khu nhà giàu. Phong cảnh xung quanh thật đẹp với những ngọn núi ở phía xa. Giá khởi điểm là 300.000 đô la. Quả thực không rẻ. Nhưng theo như ước tính, giá trị thị trường của căn biệt thự này ít nhất phải 400.000. Còn 11 phút trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, Dak đã có mặt tại điểm đấu giá. Nhìn căn biệt thự trước mắt, Dak không thể không nuốt nước bọt. Gara 3 ô tô, nhà mái ngói. Nghĩ đến hai cô con gái của mình, anh ấy đã đưa ra quyết định rồi. Nhưng thợ săn kho báu John đã phát hiện ra một vấn đề. Một đống vật liệu xây dựng được đặt bên ngoài ngôi nhà. Theo kinh nghiệm của John, ngôi biệt thự vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Rất có thể bên trong chỉ toàn là một mớ hỗn độn. Nhưng Dak lại nghĩ khác. Anh ấy nói đống rác không giải thích được vấn đề. Căn biệt thự đã được tân trang lại hoàn toàn. Thời gian đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là 300.000. Dak lập tức thêm 5.000. Giá đã lên trên 310.000. Bia thừa nhận mình là người hèn nhát. Nhưng John cũng giàu có và quyền lực. Đối đầu với Dak, giá đã lên hơn 320.000. Cuối cùng, nhờ mức giá 322.000 đô, anh ấy đã thắng. Lần này có thể lời đến 60.000. Giây tiếp theo, trợ lý đã mang chìa khóa đến để kiểm tra căn nhà. Vừa mở cửa ra, cả hai đã há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả những gì xuất hiện trong tầm nhìn là sàn, tường và thiết bị chiếu sáng còn mới. Chỉ riêng phần này đã làm lợi nhuận tăng thêm 12.000 rồi. Vào trong phòng bếp, họ thấy thiết bị nhà bếp đẹp, tủ lạnh sang trọng và bồn rửa bằng đá hoa cương. Khu vực giải trí bên cạnh nhà bếp cũng rất tuyệt vời. Chỉ cần bỏ ra thêm 1.500 đô để mua một cái TV mới là được. Chưa kể phòng ngủ chính và phòng ngủ thứ hai và ở sân sau còn có hồ bơi, bạt lò xo cho trẻ em. Từ đây bạn cũng có thể ngắm được phong cảnh ở phía xa. Riêng điều này có thể làm giá trị tăng lên đến 80.000 đô. Đối diện với một tài sản đẹp như vậy, Dak đột nhiên thay đổi quyết định. Anh ấy sẵn sàng từ bỏ khoản lãi 80.000 đô, đưa vợ con qua đây hưởng thụ cuộc sống. Đừng nói nữa, tôi đau lắm. Có tiền thật là tốt. Vấn đề tới rồi đây. Nếu là bạn, bạn có bán không? Được rồi, video tập này tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì nhớ nhấn like và theo dõi kênh để đón chờ những video hấp dẫn tiếp theo nhé.